Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác một mẫu xe đua XDS RX 600, một mẫu xe full carbon, trang bị bộ chuyển động Shimano 105. Và bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe cho các bác xem. Thì các bác thấy trên xe đề luôn là full carbon. Toàn bộ phần khung được làm bằng carbon. Nước sơn còn rất là mới, bóng đẹp. Hầu như là không có một vết xước nhỏ nào đáng kể. Xe còn rất là mới. Chủ cũ người ta đi rất là giữ gìn. Tay lắc 105. Như các bác chơi xe thì cái đồ 105 này nó là gần như là cao cấp nhất của cái dòng Shimano xe đua này. Các bác yên tâm về chất lượng. Vành Seizo, Meyer Seizo, một loại một cái hãng nổi tiếng. Đùi đĩa trục rỗng, gạt đĩa Tiagra, bộ đề chuyển số Shimano 105. Chiếc xe rất là đẹp. Bây giờ em sẽ vào đo size và test chuyển động của chiếc xe để cho các bác xem. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 54 cm. Đây là chiếc xe sẽ phù hợp cho các bác từ khoảng 1m63-64 đến 1m73-74 đi là phù hợp. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Trang bị lít 10 tầng, 2 tầng đĩa. Chuyển động của chiếc xe thì rất là êm ái mượt mà. Xe đang có giá bán rất tốt bên em, chỉ 14 triệu 500, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, cộng ấn chuông để có được những cái thông báo về những chiếc xe mới nhất của em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.